Khánh Hùng ơi, ta nói đang ngủ mà mơ cái gì mà hello bà già gì đó. Chưa kịp hello trong giấc mơ đó là bà nội tôi mới ra rồi nè. Quá gà quá. Tao mua một cái máy thịt cho mày nè. Thịt quá ngon ngon rồi. Thịt gì mà quá ngon. Thịt này thịt ba chỉ với thịt ba gọi thịt đùi không ngon lắm. Ủa gì vậy? Rồi cuối cùng là cái gỗ thịt này là cái gỗ thịt gì bà nội? Thì có ba chỉ rồi ba gọi đó, rồi thịt đùi nữa. Rồi hồi sáng bà ra chợ bà mua làm sao? Thì ai mà biết đâu, thịt nói chung là thịt heo đó mày ơi. Anh Hùng ơi, có một miếng thịt này mà cái gì mà ba cái bộ phận khác nhau vậy trời. Rồi vậy là bà nội bá mua thịt cho nè, đem vô rửa muối và mặn cho sạch sẽ đi. Rồi bây giờ tôi lén lén tôi ra ngoài cái cây đu đủ nè. Tàn ôi, bữa nay nó ra trái dừa im thiệt chứ. Kế cây đu đủ nó có cây ớt mà chi mỉa đó. Tàu ôi, cái này mà bẻ vô ăn một cái ha, nó thơm ngắt ngay luôn. Thiệt, nó không có cay đâu. Mọi người không tin, mọi người ăn thử đi, nó cay dữ lắm luôn á. Nó cay là nó cay xé qua hàm, là nó chịu quay mỏ luôn đó. Rồi vậy là thu hoạch các loại trái xong rồi đó. Rồi cái phần thịt hồi nãy đó, giờ tôi tẩm ớp gia vị nè, tỏi, ớt, hành tím, băm nhuyễn ra rồi bỏ vô cái thau, bỏ vô một xíu hạt nêm, xíu bột ngọt, một muỗng đường, cho vô một muỗng nước mắm với một muỗng tương ớt nha. Rồi tôi biết làm sao mà bà nội tôi mới nói là ba loại thịt rồi. Có một miếng thịt nạc nè, với một miếng thịt mờ mỡ đó. Rồi miếng kia thì có nè mỡ giờ rồi thịt rồi mình nạc luôn. Hèn chi có ba loại thịt. Rồi tẩm ớp gia vị bóp bóp mà nhồi nhồi đi. Rồi tôi để qua một bên cho nó thấm gia vị. Rồi giờ tôi rủ con Kim nè ra ngoài hè đó, trốn cả làng cả xóm ra ngoài này ăn mít sấy nè. Tiền ơi, bữa nay rủ được mẻ ra ngoài này ăn mít sấy, tôi nói ngon gì đâu á. Mít sấy thì nó giòn giòn mà nó thơm thơm, mà cái hậu ngọt nó vừa phải chứ nó không có kiểu như là nó ngọt gắt đâu nghe mọi người. Tiền ơi, cái combo ba hũ mít sấy này nè có 129 cành nè, mà tôi nói nó ngon gì đâu á. Ai mà muốn sở hữu ba cái hũ mít sấy này, trên cái tên tôi đó có cái vỏ vàng vàng, nó bấm vô đó order nha. Rồi bây giờ quay lại cái vụ mà cái thịt ba chỉ với thịt ba gọi mà thịt đùi gì đó, thôi thịt gì kệ nó đi. Rồi bây giờ phi tỏi lên cho nó thơm. Thơm chưa ta? Chắc chưa thơm đâu. Đợi chừng nào nó thơm rồi bỏ thịt vô xào qua xào lại cho nó săn thịt lại. Nhớ cái trái dừa đu đủ hồi nãy không? Mà mọi người nhớ chứ chắc dễ gì quên được. Rồi nguyên một trái dừa đó đó là chế vô hết cái chảo đó đi. Rồi bây giờ quay lên tôi làm nước mắm nè. Rồi bây giờ giơ cái tay lấy cái chân, sọt cái lỗ mũi lấy cái giá nhỏ nhỏ giống như tôi vậy đó. Ba giá nước lọc, nước mưa, nước sông, nước giếng đều sử dụng được nha. Còn tôi thì tôi xài nước khoáng. Kế tiếp là ba muỗng nước mắm, kế tiếp là để ba muỗng đường cát. Có đường nhựa hay là đường vào tim ăn giá gì đó bỏ vô cũng được. Kế tiếp thì tôi để thêm một tí xíu bột ngọt, khuấy đều lên rồi đun sôi lên. Rồi bây giờ tôi để hai giá nước cốt chanh nè, có nước cốt dừa bỏ vô cũng được. Nói vậy thôi chứ làm nước mắm mà ai bỏ nước cốt dừa mới cha. Hánh Hùng ơi, cái nồi thịt này nó sôi ồn ồn gì đó. Rồi bây giờ quay lại cái phần nước mắm hồi nãy nè, là nước mắm nó nguội rồi đó, tỏi ớt tôi băm sẵn đó. Rồi tôi bỏ vô nó nổi lên vậy đó. Biết sao mà phần tỏi ớt của mình nó nổi lên được vậy không? Mình làm nước mắm này nè, lúc nào mình làm nước mắm mình để tỏi ớt sao là nó nổi lên nè. Rồi bây giờ quay lại cái nồi thịt nè, cái nồi thịt nước dừa là nó sắc xuống rồi đó. Rồi giờ tôi để vô hai giá nước mắm, nấu đâu hết mẹ cái hên xuân bây giờ nó mới sắc xuống nè, là cái phần nước dừa nó kẹo nẹo lại được như vậy đó. Rồi bây giờ tới phần trưng bày nè. Trời ơi, đẹp không đẹp gì một hồi nó cũng vô bụng hết trơn à. Rồi một mẹt đó là ghiêng đó, là tôi chuẩn bị thêm một dĩa nữa nè. Toàn ôi chan nước mắm lên, tôi nói đã gì đâu, thôi giờ hai bác cháu tôi ăn nè. Hello cô chú, hôm nay con ăn thịt kìa. Rồi bây giờ ăn thôi, con chờ ăn thôi, uống thịt kìa. Im đã. Ok, chắc hết luôn. Ok, mình nhấn hết luôn, con mang vô tới kìa. Hai ba con một miếng thịt này ngon cực. Ngon cực luôn hả? Chú ăn ơn của chú ra chợ mua đi. Cái hồi của chú hèm lắm phải không? Hèm không chắc. Hèm thì ra chợ mua đi. Đừng có ăn. Đừng có ăn.